Quý vị thân mến, sáng hôm nay là sáng Chủ nhật quý vị ạ, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ đúng rồi. Thông thường như mọi ngày thì giờ này anh Tài bán gà uống muối, chuẩn bị bắt đầu ra bán. Nó là 8 giờ nhưng mà thông thường thì anh ra trễ hơn một chút xíu quý vị. Khoảng 8 giờ 10, 8 giờ 15 gì đó thì anh sẽ ra. Nay quý vị thấy khách đang đứng chờ mua rất là đông ha. Anh chưa ra nhưng mà khách đã đứng chờ gần như là chật kín rồi. Đó, bên kia đường quý vị. Ở đây là địa chỉ 97 đường Tuệ Tình, phường 13, quận 11. Không chỉ ở đây nha, không chỉ ở bên đây mà ở bên đây nữa nè. Khách cũng đang ngồi chờ nè quý vị. Đó. Sau khi mà Phú Tha chia sẻ nhiều clip về gà uống muối của anh Tài quý vị thì có rất là nhiều khán giả có ý kiến cho rằng nói là anh Tài đang nhờ người thân để ra tạo hiệu ứng. Thì có gì tí nữa nếu mà anh Tài có rảnh á, thì mình sẽ hỏi anh xem thử về cái ý kiến này như thế nào nha. Bây giờ quý vị đang nhìn thấy khách đang vui vẻ trao đổi, đứng nói chuyện chờ mua gà. Thì anh ra khoảng 10-15 phút thôi là hết gà uống muối rồi, chỉ còn gà xì dầu thôi. Còn hôm nay thì không biết là như thế nào, nhưng mà những ngày gần đây thì khách đó quý vị thường hay vào nhà của anh mua từ rất là sớm, 4 giờ mấy là đã vào trong nhà mua rồi quý vị. Anh vừa mới hấp xong, ủ xong là có gà cái là khách mua liền, nên khi mà anh ra đến đây thì cũng còn ít hơn so với mọi ngày. Đến hỏi nè quý vị, hỏi mua gà uống muối. Nếu mà cái lượng khách đông như vậy quý vị thì Phú Tha nghĩ anh Tài phải có một cái cách nào đó để mọi người ai cũng mua được, cũng như là khi mà anh bán thì dễ dàng hơn. Chứ anh nói là anh không có phát phiếu cũng như là không bắt người khách hàng xếp hàng quý vị, tại vì sợ người ta nói là anh chạnh này kia. Nhưng mà Phú Tha nghĩ nếu mà mình không có biện pháp nào thì cái tình trạng mà mua mà giành giật nhau nó cũng không có hay cho lắm. Nên nếu mà quý vị khách hàng nào mà đến mua thì Phú Tha nghĩ tốt nhất nên tự mình xếp hàng, thì chắc chắn anh Tài sẽ vừa không có bị nghĩ rằng là nó chặn, cũng như là ai cũng mua được và mọi thứ nó sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Khách càng ngày càng đông quý vị. Bây giờ là 8 giờ 15 rồi, 15 phút rồi. Có nhiều khách chờ lâu quá, không biết là đi về hay là đi đâu đó tí quay lại. Bên đây có tiệm bông cúc đẹp ghê quý vị. Bông đẹp quá ha. Anh Tài ra thông báo là không có gà có gì. Sao sáng nay không có vậy anh Tài?
xin lỗi bà con nhiều thiệt luôn. Bây giờ không có gà làm không có kịp, bây giờ ra bao nhiêu người ta lấy bấy nhiêu. Người ta vào trong nhà mua luôn phải không? Ra vô nhà nó mua một lần, nó mua 10 con. Trời ơi, sáng giờ khách chờ đông lắm mà hôm nay anh không có để mà ra ngoài đây bán luôn. Anh Tài đọc lại cái địa chỉ đi. 175/59 phố Cơ Đều, 9:30, 10:30, 11:00, 12:00 đều có gà hết. Bây giờ làm không ra để mà chạy ra đây bán. 159 à. 175/59 phố Cơ Đều. Giờ em nhà. 9:30 mình chạy vô đừng có đợi. Chạy vô là lấy là đi, chạy vô lấy là đi, tại cảnh bây giờ cũng không mua là. Thôi đặt đúng rồi. Chạy vô lấy. Em mua hàng. Dạ được. Những ngày trước là ra đây là chỉ còn một ít thôi quý vị, hôm nay không có đi mà ra đây bán luôn. Cũng may là anh ra anh thông báo chứ không là khách đứng chờ tội nghiệp. Có gà nhưng mà bán sáng giờ người ta vô nhà người ta lấy hết trơn rồi, có người 10 con, 11, 15 con vậy đó hết trơn. Vậy là người ta vô sớm người ta lấy hết rồi. Người đứng đây đợi nè, có gì chạy vô nhà 9:30, 10:30, 11:00, 12:00 có vô nhà, có hết vô nhà có gà. Sợ nhiều khách đi xa đến mình không có chờ được á, tại bây giờ là 8:20, 9:30 thì chắc là hơi lâu. Em ơi, nhà số mấy? 175/59 phố Cơ Đều. Đặt 20 con. 175/59 phố Cơ Đều. Mình ở đâu lại mua lần hả cô? Quần 6 hả cô? Dạ. Dạ. Mà cô chờ lâu vậy rồi 9 giờ cô có vào nhà anh mua không? Dạ, vô nhà mua. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ 9 giờ rồi, 10 giờ rồi, vô nhà lấy con rồi chứ. 175/59 rồi. Xin lỗi bà con nhiều nha. Giờ đi quay rồi mà anh Tài. Giờ đi quay rồi mà không có gà quay giờ sao giờ? 75/59 Phố Cơ Đều. Cầm một cái con gà cái đi cho người ta quay cái đi. Cho đi sáng giờ. Đợi sáng giờ không có gà để mà bán. YouTuber cũng vậy đó nè, đứng chỉ quay gà thôi. Ờ xin lỗi mấy anh. Dạ. Dạ có bán nhưng mà 9:30, 10:30, 11:00, 12:00 cứ vô nhà con lấy. Dạ. Nhà 175/59 cái giá còn hai đâu, 175/59 vô coi đều. Bao nhiêu con có tại bây giờ đang làm một cái giờ làm là con người ta lấy hết trơn rồi. Còn có mấy con mà đâu có ra đây ra bán được đâu. Hôm qua Phú La có nói với anh rồi, có khi nào là anh chỉ bán ở trong nhà luôn không? Anh nói là không, cũng phải ra đây để phục vụ bà con. Hôm nay không có gà để ra luôn. Hôm qua em nói anh là có khi nào mà anh không ra đây bán được luôn không? Mà anh nói là phải ra chứ. Thì đó thì đây, bây giờ không ra cũng phải ra để là giải thích cho bà con hiểu. Để yeah. Bà con đứng chờ. Em mốt là ta vô nhà anh ta mua không đó. Thì nhưng mà mình có khả năng cũng phải ra đây bán chứ đâu có đứng ở trong đó. Chạy trong cái hẻm cũng không phải là bự. Rồi nhiều khi đã đứng đông quá cũng giống như là bà ở trong hẻm bà con người ta cũng phiền vậy thôi, sợ vậy thôi. Bởi vì nếu mà bán được trong nhà thì càng tốt. Dạ. Rồi không cảm nha quý vị. Dạ có bán mà bây giờ chưa có ra kịp gà, phải 9:00, 10:00, 11:00. Vô nhà lấy gì có. Không biết nhà bây giờ. 175/59 đường Phố Cơ Đều.
175/59 có cơ điều. Số điện thoại có gì điện cho em mà em chỉ cho. Em alo em chỉ cho. Giờ khách hỏi sao hôm nay không lại đây. Làm không có kịp để ra bán. Dạ không có kịp.